Xin chào bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn một mẫu nồi của Tiger, mã nồi là GPP G100, tức là G là cái phiên bản cao đấy các bạn. Nồi này có dung tích 1 lít, các bạn nấu được khoảng 2 bát rưỡi, khoảng 5 người ăn nhé. Đây là nồi cao tần áp suất 2 bi của Tiger đấy các bạn. Đấy, phiên bản G tức là phiên bản cao cấp, nó có đèn LED này, có viền chrome này các bạn. Đấy. Đây, mình xoay cho các bạn xem nhé, cái này không bẻ vỡ gì nhé các bạn. Đây, thông số đây. G101, mình xin lỗi G101 nhé các bạn, năm 2016. Xem nhé. Đây, bên mặt đấy các bạn, không bể vỡ gì nhé các bạn. Đây, đây bên trong đây, vùng còn rất là đẹp nhé các bạn, áp suất còn rất là sáng luôn, giòn còn khá là xanh. Dòng này nó phải nói là nó bền, rất là bền luôn các bạn, nó gần như là bền nhất. Với lại nếu mà xét chung ấy, thì nó có với mình các bạn, nó bền, nó gọi là hoàn hảo đấy các bạn, hoàn hảo nhất trong của Tiger luôn đấy. Thì nó xịn hơn những cái dòng khác, và son ấy thì tuy nó không ngon cơm bằng Tiger gốm được, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ bền hơn. Đây, son này, son sần nhé các bạn, không có bong chóc gì nhé, rất đẹp luôn. Đấy, sau đáy cũng vậy, không có bong chóc gì nhé các bạn. Mấy cái này là cái vết bám thôi các bạn, chứ không phải là chóc gì đâu nhé. Rồi bên trong đấy vậy, không bể vỡ gì nhé các bạn. Mình ghi điểm cho các bạn xem cái sự khác nhau giữa G và phần khác là gì nhé. Đây, nó có đèn LED này các bạn. Đấy, chọn menu này thì mình đã dán sẵn nhé các bạn. Đấy, đây là nấu cơm cháy, cơm trắng thì các bạn ăn cơm cháy và nhấn vào đây, nó có phím cứng riêng luôn nhé các bạn, còn không ăn thì tắt đi. Rồi mình nhấn nút nấu. Đấy. Cái dòng này thì nó chưa có thời gian đếm ngược, nhưng mà còn 10 phút nữa thì bắt đầu nó đếm ngược nhé các bạn. Rồi, mẫu nồi này mình đang bán với giá là 2,1 triệu nhé các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ của mình, phiên bản G đèn LED luôn. Rồi, mình cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.